Tại vì lượt view nó mang đến tài chính, mang đến tiền về thu nhập dành cho những người nghệ sĩ đó. Lượt view cũng nói lên được phần nào cái độ thành công và phủ sóng ở cái phương diện thị trường của người nghệ sĩ đó. Lượt view nói lên rằng bạn có được quan tâm hay không, và lượt view thể hiện rằng sản phẩm đó có thành công về mặt thị trường hay không. Nên Khoa nghĩ là đó là cái điều mà tất yếu mà ai cũng quan tâm. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Tại vì á, khán giả Việt Nam mình hay có cái xu hướng giống như kiểu rằng là hù theo á. Ví dụ như là thấy trời, chỉ còn kêu là cái bài đã mới ra mà nó được cho mấy chục triệu view, mấy chục triệu lượt xem, là tự nhiên mọi người kêu ủa vậy luôn á, hỏi bà không biết bài đó có hay không, tôi lên tôi nghe thử coi đó. Người là ai xin cho tôi mượn bờ vai tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Nếu như bạn làm một sản phẩm mà bạn tung ra thị trường và bạn nói rằng là bạn không quan tâm đến việc là có ai xem hay không, có nhiều lượt view hay không, có ai quan tâm đến bạn hay không, thì Khoan nghĩ rằng là 90% đó là lời nói dối, còn 10% còn lại Khoan nghĩ rằng là thì đó chắc là một cái bộ phận cao siêu rồi đó rồi, chứ Khoa thì chắc không đạt được tới là cái ngưỡng đó đâu. Vậy nên là Khoa vẫn luôn mong rằng những cái tác phẩm của mình được ra mắt sẽ được càng nhiều người đón nhận càng tốt, và lượt view cao thì đó là một cái điều rất đáng tự hào. Ra mà nói á, một tác phẩm á, thì nó có rất là cấu thành bởi rất là nhiều yếu tố, và Khoa nghĩ là không có một cái thước đo cụ thể nào cho một cái tác phẩm gọi là hay hay thành công cả, đúng không? Tại vì có thể là đối với những bạn khán giả trẻ hay là đối với một bộ phận nào đó thì lượt view sẽ nói lên tất cả. Tuy nhiên một tác phẩm hay thì chưa chắc sẽ có được lượt view cao, và một tác phẩm là lượt view cao thì chưa chắc đó là một tác phẩm hay. Tại vì thực sự mà nói là cái chuyện hay hay dở ở đây á, nó đều mang tính tương đối thôi, và chủ yếu là theo cái gu nghe nhạc cũng như là cái thẩm mỹ riêng của từng cá nhân. Một mình em lang thang từng góc phố, môi mỉm cười mà lòng thì còn đau, giọt nước mắt trong tim thật sâu. Thực ra đối với Sunny, cái lượt view và lượt share quan trọng là ở chỗ là số lượng những người đã thử thức sản phẩm của mình và đã cùng gọi là cùng rung động trước những cái bài hát và âm nhạc của mình. Tại vì nếu như mọi người lên xem cái sản phẩm của mình xong mà mọi người cảm thấy cái sản phẩm đó nó không phải là một cái sản phẩm xứng đáng với cái số lượng view, lượng lượt xem đó, em đã từng thấy nhiều trường hợp rồi, thì cái bài hát nó vẫn không hit, và cái việc có xem nhiều cái máy thì bài hát nó cũng không thể nào lên được. Cho nên rằng là ngoài cái việc rằng là mọi người xem một cái sản phẩm âm nhạc, mọi người tò mò xong mọi người phải thấy nó nhiều lượt view mọi người xem, thì sức thuyết phục cũng phải là sản phẩm âm nhạc nó đáng để mọi người xem. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Đối với những fandom lớn thì cái lượng chia sẻ và lượng like trên mạng xã hội rất là mạnh. Bản thân Sunny thì cũng hoạt động khá là nhiệt tình trên các mạng xã hội, và cũng quan sát những nhóm nhạc lớn thì luôn luôn có lượng follow và lượng like rất là nhiều. Thì Sunny nghĩ cái đó cũng là một điều đúng thôi, và bản thân một người nghệ sĩ cũng phải tìm cách làm sao để cho sản phẩm của mình có thể đến với nhiều khán giả hơn. Nếu như mà bây giờ kêu Nhi tiếp cận với các bạn á, thì Nhi cũng tự thấy khó nữa. Tại vì nếu như mà Nhi tiếp cận được thì bây giờ Nhi đã nổi tiếng lâu rồi, Nhi hit ơi là hit rồi, thế Nhi không phải như bây giờ. Cho nên rằng là Nhi cảm thấy rằng là nếu như mà dùng những cách tiếp cận ở ngoài những việc mình có thể làm được, là những việc là như chạy quảng cáo, nhờ các anh chị đi báo cho mình và rất nhiều việc khác, thì bản thân mình á, là phải là một cái yếu tố gây hit. Phải làm sao để mọi người cảm thấy cái điều đó đáng chú ý, và mọi người phải dẫn dắt được khán giả tự động phải tìm đến mình. Cái vấn đề ở đây nữa là những cái yếu tố nằm trong cuộc sống của nghệ sĩ luôn luôn là cái thứ mà khiến khán giả tò mò nhất. Và hôm nay chúng ta đã cung cấp cái điều đó cho họ để thu hút họ. Thì cái mặt trái ở đây, cái mà bất lợi ở đây có nghĩa là đôi khi cái điều đó nó lại nổi bật hơn và thu hút hơn những cái gọi là cái khía cạnh mà làm nghề, nghệ thuật và âm nhạc của mình. Vì vậy nó vô tình tạo nên là những người nghệ sĩ, ca sĩ nhưng không có một cái bài hát nào được mọi người biết đến hết. Nhưng mà cái chuyện đời tư, yêu ai, cưới ai, bỏ ai, giật chồng của ai, thì đó lại là cái chuyện mà ai ai cũng biết. Và không hề đó là cái điều mà nó vừa có cái lợi vừa có cái hại.